Bữa nay kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay cho cô chú anh chị xem một căn nhà có địa chỉ là khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Nhà này xây theo cái kiểu giống như chữ L vậy đó, có hành lang bên hông nè. Nhà có gắn camera luôn, xây tô lăng bê xung quanh luôn hả cô chú anh chị. Thì cái diện tích đất á, chiều ngang là đúng 5m nha, còn chiều dài là 29,5m. Nhà mặt tiền đường nhựa 10m. Thì ở trong nhà là 3 phòng ngủ ha. Đất ở đây là thổ cư 100%, đất ở đô thị đó, là thuộc phường Long Thành Trung của thị xã Hòa Thành Tây Ninh ha. Sân rộng rãi nè, có mái che làm cổng đồ kiên cố luôn. Trong khu dân cư rất là đông luôn cô chú anh chị ơi. Thị xã Hòa Thành là địa phương có mật độ dân cư đông nhất tỉnh Tây Ninh á. Đây, quay một vòng phía trước nhà cho cô chú anh chị coi nè. Thì nhà này mặt tiền chính là hướng Tây, đường nhựa lộ giới là 10m. Thì cái mặt đường nhựa là nhà nước mới vừa trải lớp nhựa lại nè, nó rất là liền lạc ha. Và trong khu dân cư rất là đông luôn. Đường có đèn đường, đường xá đây là theo dạng bằng cờ nha cô chú anh chị. Bên đây là cái ngã tư. Thì cái đường nằm ngang á là đường số 73 Trần Phú. Đó, chúng ta quẹo trái qua hai ngã tư là ra đường Trần Phú. Đường rất là bự, rất là đẹp luôn, lộ giới là tới 40m. Đó, ngã tư đó quẹo trái là đường Trần Phú. Còn quẹo phải qua có một ngã tư thôi là đường Nguyễn Chí Thanh, cũng 40m luôn. Đằng kia có căn nhà lầu bự kìa. Đây, nhà cửa hàng xóm ha. Đường bên đó, đường nằm ngang là đường số 73 ha. 73 Trần Phú. Là đường số 60 Nguyễn Chí Thanh luôn á. Từ Trần Phú thông ra Nguyễn Chí Thanh. Còn cái ngã tư bên đây là đường số 75 Trần Phú. Đó, quẹo phải ra Trần Phú, quẹo trái ra Nguyễn Chí Thanh. Đường có đèn đường nè. Thì cô chú anh chị sẽ để ý á, là đường dây điện, trụ điện của nhà nước là đi phía đối diện căn nhà đang cần bán ha. Cho nên bên chỗ căn nhà đang cần bán là không có vướng dây điện, trụ điện gì hết. Thì bây giờ anh Dũng chủ nhà bán căn nhà này với giá 1 tỷ 430 triệu. 1 tỷ 430 triệu. Bên hông bên đây là miếng đất trống ha. Hàng xóm kế bên là có trồng cây kiểng, cây ăn trái rồi đó, làm sân vườn. Phía trước nhà là tráng xi măng nè. Thì căn nhà bây giờ Tấn quay không phải là căn nhà mới 100% nha. Đã được anh Dũng là sơn sửa lại, cũng khá là đẹp rồi. Tấn thấy là có gắn camera an ninh, rồi đèn trang trí, đèn chiếu sáng đâu, có rèm cửa đâu luôn. Thì cái vị trí này là gần chợ Long Hoa, gần chợ Long Hải luôn. Chỗ này cách chợ Long Hoa là có 1 cây số à. Còn cách chợ Long Hải là 1 cây số rưỡi nha. Đây đi lên Tòa Thánh là 2 cây rưỡi, vô trung tâm thành phố Tây Ninh là 5 cây. Đi lên núi Bà Đen á là có hơn 10 cây thôi. Tổng diện tích đất á là 147,5 m², đất ở đô thị 100%. Thì theo như trên sổ hồng á là ở phía sau nhà có cái hẻm 4m. Nhưng mà hẻm 4m á bây giờ nhà nước chưa mở nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết. Nhà đất đang cần bán 1 tỷ 430 triệu. Thì vị trí Google Maps Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. Cô chú anh chị muốn mua thì alo trực tiếp gặp anh Dũng chủ nhà, không có qua môi giới trung gian. Kênh Nhà Đất Việt Nam là không làm môi giới trung gian ha. Ở đây Tấn thấy là có cái bảng số nhà luôn, 89A. Cái bảng số nhà mà sao nhìn giống cái bảng số xe vậy á. Đây, xây theo kiểu chữ L. Bên hông là có hành lang, lá gạch, vỉa hè nè. Và cái tường này á, cái tường này xây cao gần 3m á, cái tường rào xung quanh á. Bên trong nhà thì lá gạch men,
màu xanh lá cây nè. Ở trước sân, sân rộng rãi, đậu được ô tô 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là xe tải nhỏ là đậu được luôn. Ở trong khu dân cư rất là đông. Cái đường mặt tiền nè, ở trên sổ ghi là đường 70A, lộ giới là 10m ha. Ở gần những cái trục đường chính là đường Trần Phú, ngày xưa gọi là lộ Bình Dương đó. Rồi đường Nguyễn Chí Thanh, bây giờ hai cái đường đó vừa mới được nhà nước nâng cấp mở rộng lộ giới 40m, rất là đẹp luôn. Chút nữa Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi. Gần chợ Long Hải, gần chợ Long Hoa, gần rất nhiều trường học luôn nha. Mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ở đây á, mỗi cấp trường học như vậy là có 3-4 cái trường xung quanh đây luôn á. Mẫu giáo là 3-4 trường, cấp 1, cấp 2 là cũng 3-4 trường xung quanh đây luôn. Rồi cấp 3 cũng nhiều luôn. Nguyễn Chí Thanh nè, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trung Trực nè, đó là 3 trường cấp 3 gần đây. Cửa khung sắt, kính mờ. Vô trong phòng khách nè. Đó, phòng khách có cửa sổ ha. Thì diện tích chiều ngang á, chiều ngang đất là 5m. Nhưng mà nhà thì anh Dũng xây chừa ra cái chữ L bên hông, cho nên là cái lọt lòng của căn nhà này nè là khoảng gần 4m ha. Phòng khách thì có cửa sổ bự nè. Cửa khung sắt kính mờ luôn, tặng bộ rèm cửa. Bên trên là la phong trần thả. Và cô chú anh chị sẽ thấy có những cái đường chạy chỉ. Cái này là nhựa nè. Đó, đường chạy chỉ ốp vô ha, giống như là cái sảnh của khách sạn, ở cái sảnh của nhà hàng vậy đó. Thường vô cái sảnh nhà hàng tiệc cưới chúng ta thấy là trang trí giống như vậy ha. Đây, từ trong phòng khách nhìn ra ngoài sân. Ở đây dân cư đông dữ lắm nha cô chú anh chị. Cục wifi kìa. Đó, điện nước rồi internet, camera an ninh là có sẵn ha. Nhà là 3 phòng ngủ nha. Thì đây không phải là căn nhà mới 100%, nhưng mà vô nhà thì cô chú anh chị thấy á, đã được anh Dũng là sơn sửa lại. Đó, khá là đẹp luôn, sáng sủa. Ngay chỗ hành lang này là cũng có một cái cửa sổ nè, có rèm cửa luôn. Và 3 phòng ngủ. Đây, phòng ngủ đầu tiên. Bên trên cũng là la phong trần thả ha. Gạch lát nền nó là gạch men màu xanh, cửa khung sắt kính mờ. La phong là xuyên suốt luôn ha, từ trước ra tới sau luôn. Đây là phòng ngủ thứ hai. Định vị Google Maps là Tấn sẽ ghi cái đường link và để trong phần mô tả nha. Đây, ngay chỗ này là phòng ngủ thứ ba. Thì cái phòng ngủ thứ ba này á, Tấn thấy rất là dài luôn. Đây, quá chừng dài luôn nè. Phòng ngủ thứ ba này là rộng rãi ha. Rồi, ngay chỗ này là chữ L nè cô chú anh chị. Đó. Thì nhà xây theo kiểu chữ L là ngay chỗ này giống như là cái phòng khách thứ hai của nhà nè. Chúng ta có thể là để cái bộ sofa ở đây. Đó, hoặc là chúng ta để cái bàn ăn ở chỗ này cũng được ha. Cái hành lang thì rộng khoảng 1m2 nha. Đây, còn cái hành lang bên đây nè, cái hành lang này thì cũng khá là rộng rãi luôn. Đó, hai cái cửa sổ, nhà xây tô xung quanh nè. Tường rào thì xây cao gần 3m ha.
Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa nha. Tấn cố gắng quay chi tiết rõ ràng để gửi thông tin đến cô chú anh chị. Kênh Nhà Đất Việt Nam là không có làm môi giới trung gian. Đây, khu vực nhà bếp nè, có dán gạch men đâu. Bên trên cũng là la phong trần thả luôn. Ngay chỗ cánh cửa nè là chúng ta sẽ để máy giặt ngay đây ha. À, ở phía trước nhà là có đường nước máy nha cô chú anh chị, nước thủy cục á là có rồi nha. Cho nên là cô chú anh chị mua nhà ở đây chúng ta có thể sử dụng hai hệ thống nước luôn, là nước máy và nước giếng khoan. Ở đây sân phơi nè, lát gạch sân vườn đó, tường thì xây cao gần 3 mét, có mấy che răng khúc nè, chúng ta có thể để máy giặt phía ngoài đây cũng được. Bồn nước inox thì để trên ha. Còn nhà tắm toilet thì chỗ nhà tắm toilet này nó hơi thấp nè, để chúng ta có thể tân trang làm mới lại hoặc là cứ để vậy thôi cũng được ha. Đây là tờ sổ hồng của nhà đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Chúng ta xem cận cảnh sơ đồ nha. Nhà này hướng Tây, mặt tiền là đường 70A, đường nhựa, rộng 10m. Diện tích đất thì chiều ngang là đúng 5m nha, ở trước 5, ở sau 5. Còn chiều dài á là 29m rưỡi, ở sau là hẻm 4m. Mà hẻm 4m giờ nhà nước chưa mở. Thửa đất số 359, tờ bản đồ số 11, địa chỉ khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 147,5m², đất ở đô thị 100%. Thì cái diện tích là 5 x 29m rưỡi á, là không có dính lộ giới của cái đường mặt tiền cũng như là cái hẻm 4m ở phía sau nha. Cô chú anh chị muốn mua căn nhà này thì liên hệ anh Dũng chủ nhà, không có qua môi giới trung gian ha. Giá bán 1 tỷ 430 triệu. Số điện thoại của anh Dũng là 0979 722 779, 0979 722 779, 0979 722 779, gặp anh Dũng chủ nhà. Ngay chỗ chữ L này là cũng có camera luôn nè. Ở trước nhà thêm cái camera nữa ha. Đây, bây giờ Tấn quay lại cái mặt tiền cũng như là nhà cửa hàng xóm dân cư xung quanh đây cho cô chú anh chị coi. Định vị Google Maps thì Tấn ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Đây, cái đường này trên sổ hồng gọi là đường 70A, là rộng 10m á. Đường có đèn đường nè. Đó, điểm cộng của căn nhà này là bên phía căn nhà không có vướng đường dây điện, trụ điện gì hết. Cái đường nằm ngang bên đây là đường số 75 Trần Phú ha, quẹo phải qua hai cái ngã tư là ra đường Trần Phú, lộ giới tới 40m. Còn quẹo trái ra có một ngã tư thôi, là đường Nguyễn Chí Thanh. Đường xá ở đây theo dạng bằng cờ nha cô chú anh chị, đi khoảng 100m là có cái ngã tư gì đó. Đó, bên đó là đường số 75 Trần Phú, cũng là đường số 60A Nguyễn Chí Thanh. Trần Phú thông ra Nguyễn Chí Thanh á. Còn cái đường nằm ngang bên đây là đường số 73 Trần Phú. Cây vú sữa của hàng xóm trái quá chừng nè. Đằng kia có căn biệt thự bự kìa cô chú anh chị. Cái đường nằm ngang đây là đường 73. Còn xích tới cái đường có xe máy mới chạy ngang qua đó là đường số 71. Cái đường 71 là cái đường nhà nước mới làm quá là bự luôn. Đường 71 là rộng muốn gấp đôi cái đường này luôn cô chú anh chị. Đây, trong khu dân cư, nhà cửa thì cực kỳ đông ha. Cái đường rất là bự. Chúng ta đang thấy là đường Trần Phú nè cô chú anh chị ơi.
Nhà nước mới vừa nâng cấp lên rất là đẹp ha, lộ giới tới 40m. Ngày xưa cái đường này gọi là lộ Bình Dương. Thì ngay trước mặt của chúng ta là đường số 71 bên phía tay phải nè. Ngay chỗ này là không có vướng con lươn ha. Bên kia thì có nhà lầu. Ở đây mình đi xuống một cây số là ngã tư chợ Long Hải đó cô chú anh chị, và đi thẳng ra 3 cây số là quốc lộ 22B. Bây giờ Tấn sẽ đi vô bằng đường số 71 Trần Phú ha. Đây, cái đường bên đây á là anh rộng gấp đôi cái đường mặt tiền của căn nhà lúc nãy luôn. Thì căn nhà là nằm giữa đường số 73 với đường số 75. Còn đây là đường số 71 nè. Chúng ta sẽ qua ngã tư đầu tiên. Qua ngã tư thứ hai luôn. Từ đường Trần Phú vô thì qua ngã tư thứ hai. Tới ngã tư thứ ba là chúng ta quẹo phải. Quẹo phải qua cái ngã tư đường 73 là tới nhà bên tay phải nha. Đây, quẹo phải chỗ này. Đây, cái căn nhà lầu biệt thự lúc nãy từ nhà nhìn tới nè. Tấn có ghim cái đường link định vị, vị trí chính xác của căn nhà để trong phần mô tả đó. Cô chú anh chị muốn tới xem nhà thì cứ bấm đúng cái vị trí ha. Sẽ có chị Google dẫn đường đi tới nha. Đường xá đây bây giờ nhà nước đã nâng cấp lên nhựa hết và mở rộng rất là đẹp luôn. Đó, đi ra có một ngã tư thôi là đường Nguyễn Chí Thanh nè. Thì cái đường nãy giờ mình đi á là đường số 71 Trần Phú. Nó thông ra đường số 58 Nguyễn Chí Thanh. Nó quẹo trái ra 3 cây số là quốc lộ 22B. Còn đi thẳng là ra đường Tôn Đức Thắng. Còn bây giờ mình sẽ quẹo phải ha. Quán cà phê Nhật Nam nè. Cái đường này nhà nước mới vừa nâng cấp 40m, quá đẹp luôn. Cái đường này với đường Trần Phú á là từ từ sẽ có nhiều cái nhà biệt thự bự bự mọc lên nha cô chú anh chị. Do là hai cái đường này mới vừa làm thôi. Nhà đẹp rồi người ta chưa xây nhiều ha. Chừng vài năm nữa là cái khu này chúng ta thấy là nhà bự bự biệt thự á. Cái đường, hai cái đường này thì cũng quá đẹp luôn, quá rộng quá đẹp luôn, cho nên là phải cắt căn biệt thự á cô chú anh chị. Cắt biệt thự á thì nó mới xứng đáng với lại cái mặt tiền của cái đường này ha. Đó, hoặc là làm những cái cơ sở kinh doanh như là quán ăn, quán cà phê rồi nè, từ từ sẽ mọc lên nhiều nữa ha. Thì căn nhà là cách chợ Long Hải 1,5 cây, còn cách chợ Long Hoa, chợ Long Hoa nè là khoảng 1 cây số thôi. Bây giờ Tấn quay tới chợ Long Hoa cho cô chú anh chị coi nha. Khu vực này là trường học rất là nhiều. Mẫu giáo có 2-3 trường. Cấp 1, cấp 2 là cũng có 2-3 trường. Rồi cấp 3 là có 3 trường luôn. Nhà cách Tòa Thánh là 2,5 cây. Cách trung tâm thành phố Tây Ninh 5 cây. Kế chợ Long Hoa này là có bệnh viện Hồng Hưng á, bệnh viện rất là hiện đại luôn ha. Cho nên là khu vực này á là nói về tiện ích là đầy đủ nha cô chú anh chị. Căn nhà nãy giờ Tấn quay coi như là cái vị trí là gần trung tâm của thị xã Hòa Thành á. Bây giờ ngay chỗ này mình quẹo trái là cửa số 6 chợ Long Hoa nè cô chú anh chị ơi. Còn cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ phía trước là cửa 7 chợ Long Hoa đó. Đi thẳng là lên Tòa Thánh nha. Cái đường Nguyễn Chí Thanh này là dẫn thẳng lên Tòa Thánh luôn. Đây, quẹo vô cửa 6 chợ Long Hoa. Chợ Long Hoa có tất cả là 8 cửa. Thì đây là cửa số 6 ha. Từ nhà đi ra đây khoảng chừng cây số thôi cô chú anh chị. Hôm nay Tấn quay buổi sáng sớm, trời rất là mát mẻ luôn ha. Đây cửa số 6 nè. Bên phía tay trái là cửa số 5. Còn bên phía tay phải là cửa số 7.
Đó, rất là đông đúc như thế này luôn. Tấn sẽ kết thúc video clip tại khu vực chợ Long Hoa nha, ngôi chợ lớn nhất, nổi tiếng nhất Tây Ninh. Chúc cô chú anh chị và các bạn mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.